mạng Internet qua Bantalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 12 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, bài học hôm nay, môn học Kinh Tương Ưng Samyutta Nikaya, chương 4, Tương Ưng Ác Ma, phẩm thứ 2, bài 6, Kinh Bình Bát, Bát Tá Xuất Tăng. Tâm ma không nhìn sâu xa như tâm Phật, tỳ kheo giác đẳng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giải. Ở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo, chúng con thành cung tỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh. Cùng bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ Tam Bảo ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Giác Đẳng từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính chúc Thượng Tọa Minh Hạnh, cảm ơn của ông Lạc. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài học, và ở trong đó là hình ảnh của Đức Phật Ngài thuyết pháp về bản chất vô ngã của năm thú quẩn và ma vương thì muốn làm chi phối tâm tư của chị tỳ kheo bằng cách là giả dạng giống như là con bò có thể đập vỡ bình bát của chư tỳ kheo. Ở đây thì nó không phải là chuyện ngày xưa mà chuyện hôm nay cũng vậy. Chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện về một bên là nói về giáo lý vô ngã không phải của ta, và có một bên kia muốn thách thức bằng cách thử xem coi cái người nói đó có thật sự chấp nhận là bằng pháp là vô ngã hay không. Riêng trong trường hợp này, ma không thể thách thức với Đức Phật được, bởi vì Đức Phật là bậc đại giác. Và câu chuyện này sẽ cho chúng ta nhiều cái thí dụ
về những cái chiều sâu của cái nhìn trong cuộc sống, có những cái nhìn thường tình và có cái về bản thể của các pháp. Mời quý Phật tử lắng nghe bài kinh ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng thỉnh Thư tọa Pháp Tân giảng giải. Hôm nay thì quý vị Hòa Thượng Từ Siêu vẫn còn bệnh, và chúng tôi cũng đang tiếp tục theo dõi bệnh tình của Hòa Thượng, và hy vọng rằng Hòa Thượng sẽ sớm hồi phục. Nhưng mà có thể chúng ta sẽ mất nhiều ngày trước khi Hòa Thượng trở lại để làm công việc giảng nhập cũng như giảng giải như thường lệ. Mời cô Phật Lan. Sa thú, chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay, và cảm ơn Sĩ Hoa Nguyệt. Bài học ngày 12 tháng 3 năm 2022, tâm ma không nhìn sâu xa như tâm Phật, kinh Bình Bát Bát Tát Xuất Tăng, chương 4, tương ưng ác ma phẩm thứ 2. Những cái gọi là ta hay của ta theo thường tình là cách nhìn thi thiết trong cuộc sống. Bản chất thực của vạn hữu luôn dịch chuyển theo tự tánh. Nói theo bản thể thì ngay cả thân tâm của mọi chúng sanh vốn không có một trạng thái hằng hữu, thì lấy đâu để nói đó là ta hay của ta? Đức Thế Tôn đang giảng dạy về bản chất của năm thủ uẩn mà hóa hiện con bò để khiến chư tỳ kheo hoảng hốt và sợ, vì sợ những bình bát của mình bị bò dẫm đạp. Nhìn bên ngoài là sự cân phân giữa Phật trí và ma tâm. Thực tế thì người tu luôn phải điều chỉnh giữa cái nhìn thường tình và cái nhìn theo thực tướng. Kinh văn tại Sāvatthī, lúc bấy giờ Thế Tôn đang thuyết pháp cho tỷ kheo, ngài khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài năm thủ uẩn. Chư tỳ kheo lắng nghe chăm chú suy nghiệm. Rồi ác ma suy nghĩ, Sa môn Gotama này đang thuyết pháp cho các tỷ kheo, ngài khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với đề tài năm thủ uẩn. Chư tỳ kheo lắng nghe chăm chú suy nghiệm, ta hãy đi đến Sa môn Gotama và làm mờ loạn các tỷ kheo ấy. Lúc bấy giờ có nhiều bình bát phơi ngoài trời, ác ma hóa hiện thành con bò đực đi tới chỗ để các bình bát. Một tỳ kheo nói với một tỳ kheo khác rằng, tỳ kheo, con bò đực đó sẽ làm vỡ các bình bát. Nghe vậy, Đức Thế Tôn nói với tỳ kheo ấy, này tỳ kheo, đó không phải con bò đực, nó chính là ác ma muốn đến làm mờ loạn các thầy. Thế Tôn nhận diện, đây là ác ma, ngài nói lên kệ ngôn này với ác ma. Sắc thọ tưởng hành thức, tôi chẳng là cái này chẳng của tôi. Nên vị ấy ly tham, ma và ma quân tìm, khắp mọi nơi không thấy, bậc ly tham an tịnh, vượt thoát mọi kiết sử. Ác ma biết được Thế Tôn đã biết ta, thiện thệ đã biết ta, nên buồn và thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy. Thích văn, rupam quê đá di tăng san nhà, sắc thọ tưởng, quyên nhà năng gian chá săn khá tăng, thức và hành, nê sô hát mát mí, nét tăng mì mê. Không phải là tôi, không phải của tôi. Ê quầm tát thá, quý rát rát tí. Do vậy, vị ấy ly tham từ đó. Ê quầm quý tăng, khét mát tăng, khê mát tăng, sắp bát xá, mi dồ, giá nà tí gầm. Bậc ly tham an tịnh, vượt thoát cả trói buộc. An quê sâm sắp bách thà nê sú, mà rá xê nà pí nà
chá, gà, tí. Ma và ma quân tìm vị ấy mọi nơi nhưng không tìm thấy được. Thích Nghĩa theo sớ giải chữ sắp bát tha nề sú khắp tất cả phương xứ, chỉ cho tam giới hay tất cả cảnh giới sanh tử. Tỳ kheo Giác Đẳng dịch và biên soạn giáo trình. Và con đã đọc xong phần kinh văn, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Dhamma Giá, Nam mô Sangha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Tự Tri Địa Đức Tây Đức, cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, bài học hôm nay đó học đến cái bài kinh Bình Bát. Cái Bình Bát thì cái câu chuyện nó là khi mà ác ma xuất hiện biến thành một cái con bò đực đi vào ở trong cái chỗ mà nơi phơi bát của Chư Tăng, Chư Tỳ Kheo, để cho Chư Tỳ Kheo thấy rằng con bò nó sẽ làm cho bể các vỡ các cái bình bát ấy. Cho nên Chư Tỳ Kheo mới có cái sự sao động vì nghĩ rằng cái bát sẽ bị con bò đực này nó sẽ phá đi. Thì Đức Phật ngài biết đó là cái sự biến hóa của ác ma, cho nên là Đức Phật ngài mới giảng rằng là sắc thọ tưởng hành thức, tôi chẳng phải cái này chẳng phải của tôi, nên vị ấy ly tham. Rồi Đức Phật mới tiếp rằng là ma và ma quân đang tìm khắp mọi nơi không thấy, bực ly tham an tịnh, vượt thoát mọi kiết sử. Ở đây đó thì chúng ta biết rằng là giữa cái hiểu biết cũng như là cái nhận thức trong đời thường, trong cuộc sống của mình đó là hết sức thi thiết. Và ở trong cái nhìn chung thì mình cứ nghĩ rằng thường là có những cái gì đó nó liên quan đến với cái đối với sắc thân của mình, mà trong Phật giáo gọi đó là ngũ quẩn. Tức là về bằng thể chất ấy, thì đó là sắc quẩn. Chúng ta có cái cơ thể này là chỉ cho sắc quẩn. Còn phần về tâm của chúng ta đó, thì nó có bốn cái thành phần danh quẩn. Đó là thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thường nói đến cái gì thân hay có một cái suy nghĩ chung, một cái là tự ngã của tôi hoặc là của tôi. Ví dụ như là thấy rằng là nhiều khi chúng ta đó nói là tôi thấy, hay là tôi nghe, hay là tôi nếm, tôi đụng, tôi suy tư, tôi suy nghĩ, vân vân. Hoặc là rằng là cái này là của tôi. Thì những cái mà chấp chung đó nó hết sức là đời thường, mà thường là trong cái suy nghĩ của người, mọi người đều có cái chấp cái suy nghĩ như vậy.
Cho nên là cái điều này đó, để mà làm chúng ta bỏ đi những cái suy nghĩ đó, nó quả thật là nó hơi khó. Nó khó là sao? Trong cái suy nghĩ của mình từ xưa tới nay, từ bao rồi bao nhiêu cái thời gian của một cái kiếp người của mình, thì cái nghĩ của mình luôn luôn chấp cho cái gì đó là tôi, hoặc là của tôi, hoặc là tự ngã của tôi. Cho nên khi nói đến cái danh từ ở trong Phật giáo là được gọi là quẩn khanh thá. Quẩn ở đây là chỉ cho cái sự tập hợp, là nhóm, là khối, là chùm, là những cái mà chúng ta hiểu đó là nó gom thành, nó gom thành bao nhiêu cái đó, bao nhiêu điều kiện, bao nhiêu pháp nó tập hợp lại, thì cái đó được gọi là uẩn. Cái đó được gọi là uẩn, chứ nó không bao giờ mà được gọi là nó độc lập. Vì ở trong cái ngã chấp này đó, thì quý vị biết rằng là nó là cái suy nghĩ thiết ở trong đời sống hàng ngày của mình. Nhưng mà để rồi là soi xét để thấy rõ rằng là trong cái tấm thân này, trong cái này nó không phải là cái gì nó độc lập một mình, thì chúng ta khó nhận ra. Trong cái suy nghĩ chung là buồn mình vui hay là mình hài lòng cái gì đó, thì thường thường là chúng ta cho rằng tôi buồn tôi cái này cái kia, nhưng mà cái đó nó tùy thuộc vào ở năm quẩn ba, sự cảm thọ của chúng ta về cái sự nhận biết của rồi về cái mà xác thân này. Cho nên là khi mà nói được này đó, thì thật sự ra đó, nói cái việc mà chúng ta gọi là cho rằng vô ngã hết đó, thì khó tiêu hóa, khó tiêu hóa. Nhưng mà rõ ràng là khi nào chúng ta có cái chấp đến đâu đó, thì chúng ta bị dính mắc ở đó. Khi mà mình dính mắc đến đâu đó, thì mình sẽ bị khổ lụy đến đó. Có một lần nọ, khi mà trong một bài, có một bài kinh, khi mà Sách Cha Cá nói rằng thưa với Phật là mọi cái đều có cái tôi trong đó, có cái tự ngã trong đó. Phật, bởi vì nếu có tự ngã làm sao có cái sự điều hành của cái biết, cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng đó. Thì Phật mới bảo rằng là, này Sách Cha Cá, nếu mà ngươi bảo rằng có cái tôi ở trong đó, cái ngã ở trong đó, cái đã gì đó, thì ngươi bảo rằng nó đừng, cái cơ thể này nè, nó đừng có đau, hoặc là nó đừng có chết, thì nó có nghe chăng? Nó có nghe chăng? Thì hoàn toàn không có, không thể nào mà nó có thể nghe mình được. Bởi vì bệnh, đau, chết, sanh trong cuộc đời này đó, thì cái điều đó nó luôn luôn diễn ra ở trong cái đời sống này. Không phải là ai mà buộc nó được. Một khi mà đạo quân thần chết nó đã đến rồi đó, thì không ai có thể tránh né, và cũng không ai có thể là thay thế được. Cái đầu tiên đó là chúng ta để mà nhìn nhận, giống như là một người mà tu tập thiền cũng vậy. Có nghĩa là làm sao để rồi một cái người tu tập thiền quán đó là có chánh niệm tỉnh giác, để mà mình soi rọi, mình chiếu soi đối với năm quẩn của mình. Tức là nhờ có chánh niệm thì mình mới có thể theo dõi, nhờ có chánh niệm tỉnh giác mình mới biết rõ rằng là chính cái sự sanh diệt của thân và tâm mình
nó luôn luôn biến động. Sự thật ra thì khi nói đến sắc thân đó, thì đó là cái chỉ cho những cái gì mà thuộc về thể trạng của chúng ta. Nó có thể rằng nằm ở trong cơ thể của mình, hoặc là có những sắc pháp từ ở bên ngoài. Nhưng mà những cái điều đó, đó là những sự tập hợp mà ngay cả ở trong cái đất nước lửa gió, ta nói rằng là sắc. Dạ, thanh của thượng tọa, xin thượng tọa thỉnh lên mít ạ, nó mô bút tha chứ. Nó hơi âm cơ thể ta là nó có cái tính chất cứng hoặc là lại là tóc gì nó ở của dạ, quý vị có nghe lại chưa? Dạ, cảm ơn cô Phong Lan. Hơi ấm trong cơ thể của mình là lửa rồi, cứng hoặc là mềm, rồi cái hơi, những cái gì mà nó mang tính chất rỉnh chảy tươm ướp á, nó về trong cơ thể của mình là nước hoặc là máu hay là những cái khác đó. Thì cái đó được gọi là nước. Nhưng mà đất nước lửa gió đó thì nó cũng do cái sự hợp thành mà ra. Hoặc là những cái sắc pháp khác á. Thí dụ như bây giờ mình nói đối với cơ thể của mình á, thì chúng ta thấy rằng nó đâu phải tự nhiên đâu. Ngay cả từ lúc chúng ta bắt đầu giống như một người, một hài nhi, một sinh mà bắt đầu tái sinh á, vào bào thai của người mẹ đó, thì nó cũng được được ngay cả những cái nhỏ nhất đó, nó cũng được cái sự quần tụ và cái sự gom thành trở thành một cái chủng tử đầu tiên, cho đến là được nuôi nấng bởi những cái thực phẩm, những cái dưỡng tố để trở thành có nên cái cơ thể này, thì cái đó được gọi là những cái sắc pháp. Rồi cái tâm lý của mình vui, buồn hay là bình thản, những cảm thọ ở trong cái đời sống. Sự thật ra đó thì cái đó nó liên quan đến cái tâm lý của tâm của một mình, của một người. Cho nên nó không bao giờ nói rằng là ví dụ như là bây giờ khi mà mình nhìn vào một cái gì đó, hoặc là mình nhớ một cái vật gì đó, mình nhìn vào cái vật đó, cái đó là cái ly, cái đó là cái đèn, cái đó là cái tấm bảng hay là cái gì đó. Mà trước đây chúng ta đã từng biết, giờ chúng ta nhìn lại là chúng ta biết ngay. Thì nó liên quan đến cái kinh nghiệm của chúng ta, liên quan cái tưởng của ta, tưởng của chúng ta. Rồi những cái trạng thái ở nội tâm thay đổi lúc như thế này, khi như thế nọ, những cái trạng thái tâm lý của mình ấy, vậy chứ. Rồi đó là nhiều khi mình đi tới đi lui, lúc mình ngồi hay cả nhưng khi mình nằm á, mình cũng có những cái trạng thái vui buồn, có những trạng thái tâm tham, giống như là cái người thiền quán vậy đó. Quán tâm là coi nhìn coi cái tâm của đang nào, tham không có tham là không cân, tâm có hôn là không trầm, vân vân. Tâm thù thay tâm hại, thì khi đó cái người tu tập thiền quán cũng phải biết rõ được như vậy. Cái mà mắt chúng ta nhìn thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta, thân chúng ta xúc chạm đó, thì cái đó là nhận thức của cái tâm của mình biết.
Bởi vì nếu như chúng ta biết là tâm chỉ là biết cái gì do tâm biết thì cái đó là cảnh, dù đó là cảnh gì. Cho nên ở đây đó là nếu chúng ta nói rằng cái sự có một cái gì đó nó hàng ngập, biết rằng là danh pháp của chúng ta đó là nó sanh khởi liên tục, không có một cái gì sắc thọ tưởng thức cả chúng ta là sanh khởi ở một cái mức độ, ở một cái một cái tâm lộ bình thường cũng chỉ 17 sát na, nhưng mà rồi đó là 17 sát na đó nó cũng là sanh diệt liên tục, chứ nó không có bao giờ đứng yên. Nhìn như là một điều đó là Phật dạy rằng là cái gì nó thủ vi là để tạo, cho nên cái đó nó đều là biến đổi, nó đều là vô thường. Và cái người tu tập thiền quán cũng chỉ là vậy, có nghĩa là có chánh niệm để thấy rõ, chánh niệm và tỉnh giác để thấy rõ rằng là mọi pháp, vạn pháp đời này mà đó chính là thân và tâm của mình, để một cái sự sanh diệt đó, cho nên nó không có cái gì là đó, là có cái tôi đó thì có cái gì là cái tôi trong đó. Bởi có cái tôi đó bao giờ nó đâu có bao giờ gọi là có, đâu có là của mình hay là của tôi. Bởi vì nếu là có của tôi thì mình bằng nó phải lời theo mình, nó phải phải như thế này thế nọ, đằng này nó đâu có nghe đâu. Chúng ta cũng vẫn bệnh nè, rồi chúng ta vẫn đau nè, rồi chúng ta cũng vẫn chết chóc. Thì mọi pháp trên cuộc đời này, khi cả cái danh pháp của chúng ta, mặc dù là sanh danh pháp nó sanh khởi liên tục mau, nó sanh diệt mau hơn là sắc pháp đó. Giống như là ở trong cái tài liệu mà Diệu Pháp của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó, có một cái câu gọi là tâm qua 17 sắc nhầu một khi đó. Ngay cả một cái lộ tâm bình nhật bình thường nhất đó, sanh khởi cũng 17 sắc na. Và sau 17 sắc na đó, sắc pháp cũng phải là diệt một lần, để rồi nhường cho một sắc pháp khác lại tiếp tục sanh khởi lên. Như vậy thì cái sự sanh diệt đó nó vẫn là liên tục. Mà với một cái người nhìn rõ đó, để rồi đó là thấy rằng là quán đối với ngũ quẩn của chính mình, thì cái điều đó rất là quan trọng. Bởi vì mình thấy rằng nó không có cái gì thường tồn, nó không có cái gì mà bất biến, bởi nó thường thường biến dịch mà. Các pháp đều biến dịch. Ngay cả những cái nhà mà triết học, hay là những cái người, những nhà triết học phương Đông phương Tây, người ta cũng có những cái nhận xét về vấn đề sự biến đổi đó. Nhưng mà cái biến đổi của Phật giáo á, thì chúng ta thấy rằng là cái sự sanh diệt nó liên tục. Và cái số điểm với cái thời gian đó, thì chúng ta thấy rằng cái tốc độ rất là nhanh. Và đó cũng là cái sự sanh diệt của thân và tâm mình. Cho nên là nếu như chúng ta nhìn kỹ lại đó, là không có cái chi được gọi là của tôi. Vì bảo là của tôi thì nó đâu có mất đâu, nó đâu có thay đổi đâu. Và đâu có cái chi là thường hằng bất biến là tôi trong đó. Bởi vì tôi trong đó thì nó đâu có cái gì mình nhìn là đâu có cái gì độc lập. Trong cả cái việc mà mình một tâm thức sanh, một cái sự nhận thức trong dòng tâm thức của mình, mình thấy đó, thì nó cũng có nhiều cái yếu tố khác để thấy. Chứ đâu có. Thí dụ như nói tôi thấy để rồi tôi buồn, hay là tôi nghe để rồi tôi vui, vân vân. Thì cái đó là mình, cái khái niệm do là mình nghĩ rằng nó tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, cho nên là mình có những cái sự cảm xúc buồn vui đó. Buồn vui đó là theo cái nhận thức thường thức của mình. Nhưng mà quả thật là ở trong mọi cái thân và tâm của mình thì không có cái chi được gọi là tôi. Bởi vì bảo rằng
cái gì đó thường hằng bất biến, nó đâu có một mình đâu. Nội cái thấy của mình chúng ta thấy nó cũng có nhiều cái yếu tố rồi. Nếu chúng ta có nhãn căn mà không có cảnh sắc thì cũng không thành sự thấy. Chúng ta có nhãn căn, có cảnh sắc, chúng ta không có chú ý hoặc là không có ánh sáng thì chúng ta cũng không hình thành được sự thấy nữa. Như vậy thì cái thấy của mình nó cũng phải có nhiều cái yếu tố. Rồi cái nghe của mình cũng vậy, có cái nhĩ căn, rồi có cái cảnh thinh, tức là cái âm thanh nó khoát ra, rồi cũng phải có cái sự chú ý chứ. Nếu chúng ta không có chú ý chúng ta cũng đâu có nghe được. Như vậy thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng của mình thì nó không bao giờ đơn thuần một mình nó. Do đó là nó không có tự ngã, không có cái tôi trong đó, không có cái tôi. Có nhiều người họ cho rằng là cái gì thường hằng bất biến, cái tôi đó. Người thì đặt cho nó một cái tên là linh hồn, người đặt cho nó một cái tên là cái tiểu ngã, người đặt cho nó có một cái tên thức gì đó. Nhưng mà chúng ta thấy pháp đều là do duyên. Hả đủ thì tự động sanh khởi, và hết duyên thì tự động nó sẽ bị. Cái này sanh thì cái kia có mặt, cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này không có mặt thì cái kia không có mặt, là giáo lý duyên khởi. Chúng ta thấy rằng để mà biết được, chúng ta tri được cái cảnh này hoặc là cảnh kia thì nó cũng phải có nhiều cái yếu tố, nhiều cái yếu tố. Cho nên cái sự hình thành là sự hợp thành đó, mà trong Phật giáo gọi đó là uẩn. Cả sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Như vậy thì, nhưng mà rồi đó, là ít có trong một cái nhìn bình thường của mỗi người đó, thì ít ai chấp nhận như vậy. Ít ai chấp nhận như vậy. Bởi vì nếu mà mình chấp nhận như vậy có nghĩa là mình thấy rằng các pháp là vô ngã. Nhưng mà rồi trong cái sự thật ở trong đời sống này đó, thì chúng ta khổ lụy, chúng ta vui, chúng ta buồn hay chúng ta bình thản, tức do cái sự hợp thành mà ra. Sự hợp thành mà ra. Nếu mà không có cái sự hợp thành thì đâu có cái gọi là mà mình nói xác thân này, có cái xác thân này. Cho nên là ngay cả cái thân của mình á, cái bốn sắc tiêu bốn nhất là đất nước lửa gió, cái gì mà tìm ở trong cơ thể cũng là xương thịt đó, hoặc là tóc lông gì đó, chúng ta tạm gọi là móng gì đó, thì được gọi nó như là đất rồi. Thấy không? Hơi ấm trong cơ thể của chúng ta là đất rồi, hơi thở ra, hơi thở vào, hoặc là hơi lên, hơi xuống đó, cái đó là gió rồi. Gió rồi. Rồi cái gì mà mang tính chất quấn tụ cả cái máu, rồi nước bọt, nước nhờn ở trong cơ thể của mình, cái đó là nước. Không phải chỉ có bốn cái sắc tiêu biểu đó không đâu, mà còn có những sắc khác phụ thuộc lên cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình. Cho nên rằng nó là khi mà một người mà chấp vào cái ngã đó, cái tôi, cái ta đó, thì quý vị thấy rằng nó có nhiều cái khổ lụy lắm. Chúng tôi nhớ hồi xưa sư trưởng còn đó, sư trưởng có thuyết một cái thời pháp tại chùa Thái Hòa. Lúc đó sư trưởng nói rằng cái ngã của mình đó, nó cái tôi của mình đó, nó có tới mức độ nào đó, nó chấp tới mức độ nào đó thì nó sẽ khổ tới mức độ đó. Giống như mà mình chấp đối với cái tự thân của mình thì mình sẽ khổ với cái tự thân của mình. Mình chấp ở trong phạm vi nhỏ hẹp là trong gia đình nhỏ của mình thì mình sẽ bị khổ ở trong gia đình của mình. Hoặc là mình chấp với cái tôi của mình mà nó gắn liền với cái làng xóm gì đó thì mình sẽ khổ với cái làng xóm đó. Và mình chấp cái tôi của mình nó lan rộng với một cái rộng lớn như là một đất nước Nam,
cái bản đồ Việt Nam hình chữ S ấy, thì chúng ta sẽ khổ về cái răng lòng giống như là cái hình chữ S này. Ở đây đó thì quý vị thấy rằng giống như là mình ở trong đất nước Việt Nam thì mình đi đi đâu đó, mình ở tỉnh ở địa phương, mình đi ra ví dụ như ở miền Nam đi ra miền Bắc, thì ai mà người ở miền Nam đi ra thì mình gọi là đục đồng hương, hoặc là chung với lại cái địa phương của mình thì mình gọi là đồng hương. Nhưng mà qua nước ngoài á, mình là người Việt Nam, dù là miền Bắc hay là miền Trung hay là miền Nam gì đi nữa thì mình được gọi là đồng hương. Thì cái tôi của mình á, nó lan rộng đến mức độ nào đó thì nó sẽ bị đắm nhẫm và khổ. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Tương Ưng Phật dạy rằng ai ưa thích với sắc á, thì mình ưa thích với khổ, và ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Tương tự như vậy, ai ưa thích với thọ tưởng hành và thức nè, mình ưa thích đắm nhiễm. Cái việc mà một người tu tập đó trong đời sống hàng ngày đó, là mình làm sao nhận thức rõ được những điều đó thì cái mức độ tu tập của mình nó mới có thể được lớn mạnh hay được trưởng thành. Còn nếu như mà mình không thấy rõ những điều đó, cái điều mà tu tập ở trong Phật giáo là giới, định và tuệ. Như vậy thì cái việc tu của mình trước nhất là mình phải ngăn ngừa những cái hành vi bởi lời nói, bởi suy nghĩ, bởi việc làm của mình nó đừng có sái quấy, để rồi đó là mình trao dồi cái tâm mình được an tịnh dễ dàng hơn. Để rồi một đức độ nào đó, rồi cái tâm mình an tịnh được dễ dàng thì mình mới nhận ra, thấy rõ được những cái điều giống như là một người tu tập thiền quán, để thấy rõ là cái sự sanh diệt của vạn pháp đó, nó vốn là vô thường. Cho nên ở trong kinh nói rằng là mình quán chiếu với một cái người tu tập thiền quán là quán chiếu thông qua tam tướng, quán chiếu ngũ uẩn thông qua tam tướng, để thấy rằng cái này là vô thường nè, là sanh diệt, cái này là khổ nè. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái sự vì cái tính chất không tồn tại, không bền vững của nó đó, nó bức bách, nó thay đổi, nó bức bách, cho nên nó thể hiện lên một cái sự khổ mà trong cái trong một rất là vi tế, rất là nhỏ nhăn. Nhưng mà rồi đó là cái người tu tập thiền quán thấy được cái sự khổ của chính ngũ uẩn của mình, rồi mới thấy được rằng cái đó nó vốn là không có cái chi gọi là tôi, hoặc là của tôi, hoặc là tự ngã của tôi trong đó. Cho nên nếu mà mình chấp tự ngã ở đâu đó, thì ngay cả trong cái đời sống hàng ngày mà mình có chấp vô một cái việc gì thì cái đó nó vẫn làm mình khổ. Và chính cái ngã chấp đó, cái ngã chấp nó làm cái tham ái. Bởi vì cái người mà tham ái đối với tự thân, tức là tham ái đối với ngũ uẩn của mình, cho nên là khiến cho mình phải tái sanh. Rồi từ cái chữ tham ái đó mà khiến cho mình có cái sự chấp thủ liên quan đến cái ngã chấp thủ, tôi hoặc là tự ngã của tôi, hoặc là của tôi trong sắc uẩn, trong thọ uẩn, trong tưởng uẩn, trong hành uẩn và trong thức uẩn. Cho nên là nếu như mà mình nhìn lại đó, là phần lớn là người ta cứ nghĩ rằng có một cái gì đó trường tồn bất biến, không bao giờ hay, cho nên là bao nhiêu cái khổ lụy rồi đó, là cái điều đó nó làm cho mình phải khổ. Bởi vì tham ái sinh ra cái ngã chấp, và cái ngã chấp này nó sẽ hằng hữu, nó sẽ liên tục ở trong cái đời sống luân hồi này. Mà trong cái nhìn từ vô lượng kiếp á, cái do cho nên là mình cứ tái hiện cái tâm ngũ uẩn này hoài. Rồi trong cái đời sống hàng ngày đó, là do cái sự chấp thủ
đối với cái tôi cũng lớn. Chúng ta thấy một điều đó là Phật giáo dạy chúng ta về cái tinh thần vô ngã, mình bỏ đi cái ngã chấp, mình bỏ đi cái ngã chấp mức độ nào mình sẽ bị đỡ khổ đi cái phần đó. Khi mà mình nhìn thấy hoàn thì mình an lạc, mới được đã được giải thoát, giải thoát. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày đó thì chúng ta phân biệt rằng cái nào nó thuộc về chế chân đế, nào nó thuộc về về chế định, nào nó thuộc về đang nói về đến thế, hay là những cái chế định. Chúng ta không thể nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày mình thường thức đó, là nhiều khi quý vị thấy rằng là mình nói rằng cái vật này của mình thì đúng, với cái vật này của mình làm ra, hay là cái vật là sở của mình có, thì cái điều đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà về cái chân đế, về cái sự thật bản thể của nó thì không có cái chi là của. Trong Kinh Pháp Cú có nói rằng là chính thân còn chẳng ra gì, huống là sự nghiệp cái chi của mình. Cái chi của mình, cho nên cái bản, cái thân của mình nè, thân tứ đại này nè, cái thân ngũ quẩn này nè, nó còn cũng không phải là của mình, huống chi là cái sự nghiệp, tức là những cái gì mà những vật sở hữu của chính mình mà mình gọi là cái đó của mình, thì cái đó là trên cái phương diện chế định thôi. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta phải phân biệt được cái nào nó thuộc về chế định, cái nào nó thuộc về cái pháp mà gọi là cái tục đế trong cuộc đời này mà người ta thường là cho như vậy, rõ ràng là như vậy. Vì có cái chấp nhận như vậy đó, cho nên là mọi chuyện người ta hành xử, người ta xử sự ở trong cái mà gọi là tôi, hoặc là tự ngã của tôi, hoặc là của tôi trong đó. Nhưng mà về phần mà chân đế thì về bản thể của nó thì rõ ràng là không có, bởi vì những cái điều đó đó nó đều là giả hợp mà ra. Và như là trong câu Phật dạy rằng các hành là vô thường là vậy, các hành là khổ, các hành là khổ, các pháp là vô ngã, sabbe sankhara anicca, hoặc là sabbe sankhara dukkha, hoặc là sabbe dhamma anatta, tức là về mặt nào đó thì cái đó đó, về mặt nào đó thì cái đó đó nó vốn là vô thường, nó biến dịch, nó thay đổi. Cái đó nó vốn là khổ, bức bách. Cái đó nó vốn là không có cái chi là của tôi. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày của mình, chúng ta cũng biết rằng là chúng ta thường chấp những cái gì đó thi thiết ở trong cuộc đời này. Thi thiết ở trong cuộc đời này là cái này là tôi nè. Mà mình bảo là không có tôi vậy thì người ta lấy được không? Hay người ta đập phá được không? Ta đập phá được không? Mình buồn chứ. Khi cái vật đó mình cho rằng là của mình. Nếu mà trước đây đó, cái vật đó là của người khác đó, thì nếu có ai đập phá thì chúng ta cũng đỡ đau buồn, đỡ đau buồn, đỡ xót xa, đỡ xót xa. Nhưng mà khi mà cái người kia, người ta lên tiếng, người ta nói ở cái này tôi cho anh nè, tôi cho anh nè, thì từ khi người ta nói cho anh và cái tâm của mình nhận thức rằng người đó đã cho cái vật đó của mình, thì bây giờ cái chấp của mình nó đã dính vô cái vật đó rồi. Bây giờ ai đụng vô hoặc là đập cái vật mà người ta cho mình xót liền á, mình xót liền. Cho nên cái đó đó nó là sự thật, nó là một sự thật. Nhưng mà Phật dạy mình là phải thấy rõ được những điều đó, để rồi là mình đừng có nên chấp ngã ở trong đó. Khi mà mình chấp ngã thì như nãy chúng tôi đã nói đó, là chấp ngã ở cái, ở mức giới hạn của cái phạm vi nho nhỏ đó, thì mình bị khổ ở trong phạm vi nho nhỏ. Còn nếu mà mình chấp ở một cái phạm vi lớn đó, thì mình sẽ bị khổ ở trong cái phạm vi lớn. Cho nên cái ngã chấp này đó, nó phải liên quan, nó giống như là một cái vết dầu loang. Vết dầu loang ở đây đó thì ví dụ như mình thấy rằng mình để một miếng vải lên, mình đổ cái miếng dầu ăn hay là miếng gì đó
nó chảy, nó lan rồi từ từ nó lan tới đâu thì nó sẽ dính dơ tới đó. Thì cái vết dầu lan nó cũng như vậy, và cái ngã chấp của mình nó lan động đến mức độ nào đó, thì mình sẽ bị khổ như thế. Nhưng mà nói điều này đó thì sự thật ra là trong cái nhìn chung của mình là ít có cái sự tiêu hóa, nhưng mà rõ ràng là phải nhìn ở hai mức độ. Cái mức độ mà cái ở trong cái chế định, trong cái điều mà chúng ta cho rằng cái này là của mình, để rồi khi người ta phải chấp giữ, rồi người ta phải đầu tư lấy nó, rồi người ta phải ưu tư mỗi thứ trên cuộc đời này. Mà đó rồi, cái điều đó là nó khiến cho mình từ ở cái suy tư đi đến cái sự chấp thủ, rồi đi đến cái sự hành động ở trong cái đời sống này. Cho nên là khiến chúng ta có nhiều thứ trong cuộc đời này, và mỗi cái nó ràng rịch là sự khổ. Nhưng mà một khi một người mà bỏ ra hết tất cả, không bị những cái sự chấp thủ, thì cái người đó họ sẽ nhẹ nhàng, họ sẽ thanh thản, và nói xa hơn nữa là họ sẽ vượt thoát những sự ràng buộc mà cái điều đó Đức Phật đã dạy. Cho nên rằng là chúng tôi thấy rằng là hầu như là các cái tôn giáo phần lớn ấy, họ đều chắc có một cái gì đó, có một cái linh hồn, có một cái gì đó mà người ta nghĩ rằng đó là cái trường cũ bất biến, trường cũ bất biến vĩnh hằng, vân vân, cho rằng cái đó. Nhưng mà sự thật ra thì nói như trong Phật giáo là cái này có thì cái kia có mà, cái này mất thì cái kia không có mà, vậy mà thôi. Cho nên nó cũng là do duyên mà hợp thành, và do duyên mà tan rã, biến mất. Cho nên khi mà một người còn có những cái sự chấp thủ, thì mọi cái ứng xử của mình, mọi cái suy nghĩ của mình, nó đều bị dính ở trong cái sự ràng buộc, trong cái ngã chấp đó, trong cái ngã chấp đó. Một khi mà mình biết tự bỏ ra một chút đó, nhẹ nhàng một chút đó, thì mình sẽ được cái an lạc. Chúng tôi nghĩ rằng một cái gì đó hết sức là đời thường đó, là ngay cả những việc gì mà mình khi đi ra, khi mà mình gặp phải cái chuyện gì mà mình có cái sự buông bỏ một chút đó, thì mình sẽ được có được cái sự an vui. Còn nếu như mà mình không buông bỏ được, cứ đeo nặng nặc hoài, hoặc là dằn vặt ở trong lòng hoài, thì đó là cái sự làm cho mình phải khổ lụy. Mà cuộc đời thì nó là như vậy, nó là như vậy. Cho nên hiểu về giáo lý vô ngã ở trong Phật giáo, điều đó là cái điều mà hết sức quan trọng ở trong Phật giáo. Mà để hiểu rõ những điều này, để mà tiêu hóa những điều này đó, thì nó thật sự là khó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta cần phải hiểu ở đây đó là tập cho cái tâm của mình buông bỏ bớt những cái ngã chấp. Mà cái điều gì mà Phật dạy rằng chính ở trong cái tấm thân này, đối với ngũ uẩn này, đối với sắc uẩn này, thọ uẩn này, tưởng uẩn này, thức uẩn này, hành uẩn này, vân vân, thì chúng ta sẽ có được cái sự an lạc ở trong cái đời sống của mình. Hiểu được cái lời dạy của Đức Phật trong cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập qua nhiều cái bài kinh, hoặc nhiều cái lời dạy cả pháp học lẫn pháp hành, để chúng ta có được cái sự an lạc. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời trong cái bài học này, còn thời gian còn lại để chư tăng bàn sâu rộng hơn thêm, để chúng ta được cái sự lợi lạc ở trong bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy nha. Bây giờ thì trước khi dứt lời thì con kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý chúng tôi kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy nha. Sa thu cái chuyện từ tập pháp tân với bài giảng vừa rồi. Bây giờ tiếp theo thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Hiện có thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa Pháp Tân và sư Nguyên Thông. Xin hỏi thượng tọa Tư Quyền, thượng tọa có ở trên máy và có nghe được không? Dạ. Thượng tọa Tư Quyền.
bằng cái kinh nghiệm trong cuộc tu á, thì ta thấy rằng cái khổ khi mà chúng ta sống trong cái hoàn cảnh trái nghịch lòng so với cái khổ do chúng ta nhận thức sai lầm, thì cái nào nó lớn hơn? Thí dụ cái đó không phải là của mình mà mình ghi là của mình đó, thì cái khổ có lớn hơn hay là cái thực tế người ta lấy cái đó đi mình khổ? Tức là ở đây chúng ta so sánh cái khổ của cái nhận thức sai lầm và cái khổ của cái thực tế, thì cái nào nó nhiều hơn từ cái nhìn của thiền tọa, kính thỉnh thiền tọa thưa. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói rõ và cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tu Trì, Đại Đức Tu Đức, Sư Nguyên Thành cùng Chư Tăng đang hiện diện, thân chào đến với tụi nữ cũng chư Phật tử. Có thể nói rằng cũng tùy theo cái tâm trạng của mọi người, có những cái nhận thức sai lầm hay có những cái sự biến mà xảy ra tức thời làm cho chúng ta bực bội khó chịu. Ví dụ chẳng hạn như những cái chuyện rắc rối xung quanh cái đời sống của tất cả chúng ta. Và có thể nói một điều là cái sự suy nghĩ hay là cái sự tin tưởng của chúng ta đặt vào cái điều mà chúng ta cho là đúng đó, mà bây giờ nó không như ý. Thì cả hai cái trạng thái này, thì thứ nhất là tùy theo cái mức độ của mọi người mà chúng ta mới xác định. Nhưng phải nói rằng những cái gì mà nó xảy ra mà chúng ta bực bội, khó chịu, nó căng thẳng một chút xíu, như điều rồi nó có thể tan biến bằng cách tức là kìa, người này gây cho ta cái khó chịu, người kia gây cho ta cái bực bội thế này thế kia. Nhưng không bằng chúng ta hy vọng hay chúng ta ước mơ, ước vọng một cái gì đó, bây giờ nó không đạt được, bây giờ nó tuyệt vọng, thì cái đó cũng là một cái chấp lầm, cái sai lầm của chúng ta. Thì kính thưa quý vị, cái này á, nó đau khổ lâu dài. Khi chúng ta nhớ, khi chúng ta bị tổn thương, thí dụ nói về cái tình cảm hay tổn thương về cái niềm tin mà chúng ta đặt á, thì nó lớn lắm. Phải nói rằng là cái niềm tin đó, cái sự hy vọng đó, nếu như chúng ta không có sự tu tập, nếu như chúng ta không có có biết buông bỏ được á, thì chắc chắn rằng nó sẽ đeo mang theo chúng ta suốt cuộc đời đó, trong cái chuyện đơn giản. Và từ cái chỗ đeo mang đó đến cái chỗ mà chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu với người đó, không vừa lòng với cái người đó, hay hoặc là với một cảnh đó, với một chuyện đó, và nếu như chúng ta không biết buông xuống thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Còn những cái chuyện mà bực bội, khó chịu xảy ra với cái đời sống bình nhật của chính mình thì nó là cái chuyện thường. Nhưng có thể nói rằng là như lời ngoài mà Hòa Thượng Nhất Đẳng đã đặt đó, tức là cái sự chấp thủ sai lầm, tức là cái sự hiểu biết sai lệch và cái sự hy vọng đó nó không đúng. Bởi vì nếu như bây giờ Đức Phật hay lắm, ngày dạy chúng ta đừng có tin tưởng, ngay cả ông thầy của mình cũng có tin tưởng một cách tuyệt đối về ông thầy, nếu ông thầy còn phàm. Bởi vì người thầy đó mà nếu như là người tu thì có thể hoàn tục, có thể phạm giới hay có thể chết đi, thì chúng ta sẽ mất mát tất cả. Nhưng ở đây cái niềm tin chúng ta đặt vào đại chúng, cái niềm tin của chúng ta đặt vào Tam Bảo, đến đại chúng tăng, thì chúng ta và chúng ta có một hiểu biết rõ ràng, phàm phu thì chắc chắn phải có những cái sai lầm, và chắc chắn rằng người mà chúng ta kính thương kính mến này rồi cũng sẽ buông, rồi cũng sẽ ra đi, rồi cũng sẽ còn phàm phu thì cũng không là một chuyện lạ gì hết. Thì khi chúng ta đó là những cái suy nghĩ để chúng ta buông bỏ, để chúng ta không còn bị chấp thủ. Đây là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa là bây giờ với Chư Tăng cũng vậy, hy vọng về những người đệ tử. Mà giờ những người đệ tử này, như thế kia, hay là họ sẽ là người hậu trì cho Tam Bảo, hay là họ sẽ giúp đỡ chùa chiền như thế này thế kia. Nhưng quả thật thì họ không làm như thế, làm cho mình cũng phải nói rằng điêu đứng, làm cho mình cũng chênh vênh. Thì đó cũng là một sự mà đến khi mà
bị một cái tình huống gì xảy ra, thì mình là người trách nhiệm tổ chức đứng đầu thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Thì mãi mãi cái điều đó đó, nếu chúng ta không biết buông xuống thì nó cũng là chết. Và trong cuộc đời này cũng vậy, nói đến một cái nội tâm gần trước nhất cái sự đau khổ của chính mình, có những chuyện vui, có những chuyện buồn, dầu cho đó là cái chuyện sai, cái chuyện đúng ở trong tâm mình, nhưng nếu mình biết buông bỏ xuống, mình biết vượt qua, nếu mình biết dùng các hành lành để xóa mờ ác nghiệp, chối sáng ở đời này như trăng thoát mây che, đó cũng là những cái gì mà chúng ta bị thiếu sót, đó là những gì mà chúng ta gặp phải, thì chúng ta phải dùng các hành lành thôi, hay là chúng ta tu tập. Đó là sự thật ở trong cuộc đời này. Chứ còn bây giờ thì làm sao mà chúng ta phàm phu, chúng ta không có chứng đắc, chúng ta làm sao biết được tâm người? Và chúng ta cũng không biết được chuyện gì trong tương lai nó sẽ xảy ra với chính ta và với người xung quanh ta, nó sẽ như thế nào. Chẳng lẽ mình sống rồi mình phải nghi hoặc thế này, mình sống rồi mình phải tránh né và mình phòng trừ như thế nọ, thì quả thật thì là một điều không có dễ dàng. Cho nên ở đây cuối cùng thì tất cả chúng ta thôi, tất cả mình thôi, mình phải biết tự kiểm soát, tự biết cân đo chắc đếm cho chính mình. Nếu như chưa tròn đủ thì cố gắng bổ khuyết, nếu như đã khuyết thì cố gắng vượt qua cái niềm đau nỗi khổ đó. Đó là sự thật, để chúng ta biết rằng nếu như chúng ta đeo mang nó đó thì nó rất là nguy hiểm. Giờ cái phút cận tử của chúng ta không ai có thể giúp mình bằng giờ phút cận tử, thì những cái chấp thủ này nó sẽ những cái thú tướng này nó rất là lớn, những cái hiện tướng này nó sẽ trạng lại cho chính chúng ta. Chúng ta biết như vậy, mau mau chúng ta bỏ xuống. Và rồi bây giờ nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, vân vân, tất cả. Nếu ôm ấp thì đau khổ đó nó sẽ chồng chất lên mình. Thì tại sao mình không có muốn biết buông xuống đi, bỏ xuống đi? Đó chính là cái sự vượt qua chấp thủ. Mà chấp thủ, chấp tức là chúng ta bị dính mắc. Bây giờ chúng ta vượt qua cái dính mắc đó, chúng ta phải có cái sự tu tập quán sát. Rồi, bây giờ chúng ta làm người này xem như là trả nợ tình nhau đi. Trả nợ về tất cả mọi thứ gì mà không đơn giản mà chúng ta lại bị như thế. Thì đó là cũng là một cái nhìn để vượt qua cái khổ đau. Đó cũng là một cái, và chính chúng ta bị rơi vào tình huống đó thì chúng ta cũng biết rằng do cái tham tiềm miên, do cái sân tiềm miên, nghi tiềm miên, mạng tiềm miên, vô minh tiềm miên mà nó dẫn tới cho ta như vậy. Và từ chỗ đó chúng ta biết như thế mà chúng ta năng tu một chút xíu, là chúng ta biết được một cái sự nguy hiểm của các phiền não. Chứ quả thật thì không dễ dàng, không dễ dàng đâu. Không dễ dàng. Bởi vì những cái phiền não nó ngâm tẩm từ vô lượng kiếp tới bây giờ mà. Cho nên khi mà chúng ta không tu thì chúng ta không thể nào mà đối diện với chính nó, mà chúng ta không nhìn thẳng bằng một cái nhìn của tri kiến. Ở đây xác định rõ, bằng một cái nhìn của tri kiến, đây mới là một vấn đề. Bằng cái nhìn của tri kiến để thấy đúng về nhân quả, thấy đúng về cái sự khổ của nội tại và của khách quan của chính mình, và với cái sự hiểu sai, với cái sự nhìn thấy sai và hành động sai. Và từ chỗ đó, từ nay chúng ta khắc trừ lại, chúng ta giữ gìn lại để bổ khuyết lại, thì còn nước thì còn tát. Đây là một vấn đề thứ hai nữa. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng còn nước thì còn tát thôi, thì chúng ta buông bỏ xuống. Nếu như đã lỡ, đã bị thì chúng ta có thể vượt qua. Và thật thì khi chúng ta học hiểu Phật Pháp đó, được hay là cái chỗ này nè. Được hay là cái chỗ này là sao? Là chúng ta có thể vượt qua được những cái hiểm nạn, vượt qua được những cái đau khổ. Do nhờ cái gì? Do nhờ cái tri kiến, hay là do nhờ sự tu tập của chính mình.
đó là sự thật chứ. Tri kiến tức chúng ta có một tri kiến đúng, có một sự hiểu biết đúng. Mà khi cũng như chúng ta biết chúng ta đã sai, chúng ta đã khổ, chúng ta đã chấp thủ, chúng ta đã hy vọng, chúng ta đã tin tưởng và chúng ta đã lỡ lầm rồi, đã lầm rồi. Thì khi chúng ta biết chúng ta đã lầm, thôi bây giờ đức ai mà chính trách mình, thôi như đã nợ họ, như chúng ta đã mất nợ họ, bây giờ chúng ta phải trả nợ. Hay như chúng ta họ làm đau khổ với chính mình, cho chính mình, thì xem như là cái chuyện đó là cái nghiệp của mình nó trả, phải trả. Thì bao nhiêu đó thì nó dễ dàng hơn. Chứ còn nếu như chúng ta cứ bực bội, cứ đủ thứ đủ chuyện, cũng như mới đây mấy ngày có một cái anh này anh cũng đến đi xin tu, mà vừa nói chuyện ra là thấy cái tâm tư không có bình thường, đặt điều kiện này đặt điều kiện nọ để xin tu. Thì mình nghĩ á, bây giờ nếu mà ta xin tu chưa biết người ta tốt ta xấu gì thì cứ nhận đi, mà biết chắc chắn rằng người này chắc ở không quá, rồi muốn xin cái gì rồi chúng cũng cố gắng đáp ứng hết cho họ. Nhưng điều cuối cùng cái họ lại cái nhà này anh đụng chạm với các sư trong chùa thì tự nhiên cái bực bội khó chịu. Chúng tôi đi về chiều nay cái trình bày là cái sự việc đó, chúng tôi nói tại sao mà tu mà không biết nhường nhịn, không tu mà không biết những nại, chú mới vào chú tu chú làm cái gì mà chú phải cự nữ như vậy. Thì vậy là sư cũng không có binh vực nữa, vậy là sư cũng sai lầm. Vậy thì sai à, vậy thì thôi coi như là con không tu nữa, giờ con đi con đi à, vậy hả? À, đến cũng được mà đi cũng được. Chứ bây giờ bực bội nghĩ mình đã cho ổng rồi, ổng xin gì cũng cho hết, bây giờ ổng lên hết, có như buộc mình phải như thế này mình cũng không. Bây giờ muốn đi mình cũng theo dõi cái tâm của mình, bây giờ mà đặt điều kiện, nếu bây giờ mình không cho thế người này nó không cho thì ông mình cũng gây một cái nhân. Tức là nếu như chúng ta chỉ là người giữ cái chùa chiền, chỉ là đại diện cho tam bảo cho tăng giữ thôi, chứ này ở đây là cũng như cái hương quả của Phật, cái nhà của Phật tạm gọi là về nhà của Như Lai rồi. Thì nếu mà có người ta tới xin tu mà chúng ta muốn xét đón, chúng ta có tha tâm thông đâu mà chúng ta xét đón hết, rồi nghĩ rằng phải chọn điều kiện, phải người như thế này thế nào, họ bây giờ chú có bị thiếu nợ, chú có bị như thế này thế nào không, không nó không không hết, có bệnh hoạn cái gì không, có một ít giấy tờ đủ rồi, có cái căn cước công dân để chứng minh là tốt rồi, vậy thì thôi. Chứ còn bây giờ nếu muốn đòi hỏi cái điều kiện gì thì người ta đáp ứng hết cái điều kiện rồi chúng ta hy vọng mà, thì đó cũng chính là một điều kiện. Ông đi cũng được mà không đi cũng được. Và trong chùa cũng vậy, cũng tuyên bố với chư tăng, thí dụ như chúng ta sống trong một cái tinh thần đoàn kết, trong một cái sự tốt đẹp. Chứ còn bây giờ mà lỡ đi hết trơn thì cái chùa này cũng là chùa. Bây giờ tôi khóa cửa rồi, tới giờ tôi mở cửa vậy thôi. Còn chuyện mà chuyện làm được, quét cái chỗ nào quét, dọn được chỗ nào dọn, thì nếu chúng tôi sống như vậy cái đời sống mà giờ cứ sợ người này cứ lo người kia, không biết có người ở người đi, tất cả là cái nhân duyên, đến đây sinh cũng cho mà sinh ra đi cũng cho, mà người ta đi hết thì sao. Thì ở đời nó sống phải do cái cư xử con người mình như thế này thế nọ, nhưng tất cả nó cũng không ngoài cái chữ duyên, đến đi không ngoài cái chữ duyên. Mà nếu mình hiểu được như vậy mình đỡ phải khổ. Người ta đi thì mình buồn, người ta đi mình ở thì không biết như thế nào, ở cũng khổ mà ra đi cũng khổ nữa, vậy thì cả hai đều sống phải khổ. Cho nên ví dụ như ở trong đời sống bình nhật nó là vậy đó. Cho nên khi chúng ta phải tự cởi trói cho mình một chút xíu, chứ tự nhiên mình định thế này phải như thế kia thì chết. Cũng vậy ở trong cuộc sống này, cái gì cũng vừa phải thôi. Nếu chúng ta đặt hết niềm tin và hy vọng thì hy vọng cho nhiều cũng thất vọng cho thật là nhiều.
tất cả là phàm phu, có cái sự vô, hay là những tình huống đó mình, khi mình nhìn thấy đó, coi chừng mình hiểu sai cũng không chừng. Cái đúng cái sai này nó là một điều mà hết sức là khó khăn. Cho nên ở đây chúng ta biết buông bỏ một chút xíu, chúng ta biết nhẹ nhàng một chút xíu, gọi là biết trung đạo một chút xíu, thì chúng ta đỡ hơn. Cái gì cũng vậy, cái nơi mà chúng ta quá tích cực, dụng nơi chúng ta quá là thụ động, thì cả hai điều đó nó cũng sẽ là đau khổ. Thì thôi, tất cả mọi việc gì lớn nhỏ bằng một sự tu quán, tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp nó đổi thay, rồi chúng ta phải như thế. Thì rồi chúng ta không phải bị trầm luân sinh tử đau khổ, cho nên nghiệp đường sinh tử thì hồn ai nấy giữ vậy thôi. Rồi chúng ta cố gắng, chúng ta tu có buông bỏ, biết nhìn vô tùy theo cái khả năng năng lực của mỗi người, trên một cái sự buông bỏ, trên một cái sự vượt qua, chứ không thể nói khác được nữa. Dạ, kính bạch hòa thượng, đây chính là ý con của chính con là vậy. Nếu có đi gì còn bố túc thì kính cung tỉnh hòa thượng. Nam mô Phật Thà Giá. Sa thu, kính trường thực tập tự quyền với những trình bày vừa rồi. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với đề tài này ở đoạn cuối của lớp học ngày hôm nay. Chúng tôi xin có một điều để thông tin cho quý Phật tử hay. Đó là Hòa Thượng Tuệ Siêu. Hòa Thượng nhiễm COVID. Tình trạng thì không có khả quan lắm. Hòa Thượng năm nay và tiểu đường thì hôm nay là nhiễm COVID. Cũng có cái may mắn là Hòa Thượng đã có chích ngừa 3 mũi. Chúng tôi có nói chuyện với Thượng tọa Pháp Nhiên, tức là người em thứ 8 của chúng tôi đó, em của Sư Thầy Khanh đang ở Sài Gòn á, để theo dõi. Có thể là ngày mai nghĩ đến chuyện điều trị các tích cực hơn là cái sự điều trị ở tại nhà, ở tại chùa hiện nay bây giờ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tác ý đến cái phước lành mà chúng ta đã tạo ngày hôm nay cũng như là trước kia, để cùng hướng nguyện phước lành cho Hòa Thượng Tuệ Siêu sớm được hồi phục. Và để thỉnh hôm nay thỉnh Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức, Chư Tăng Chùa Viên Giác Vĩnh Lộc, nơi trụ xứ Tuệ Siêu khởi kinh tâm lành, gửi những cái năng lượng tích cực của chúng ta đến Hòa Thượng. Mong rằng trong lúc dương bệnh, Hòa Thượng có đủ cái sức đề kháng của thân cũng như là cái nghị lực của tâm để vượt qua cái bệnh của căn bệnh của đại dịch này. Không biết là nhị vị đại đức đã có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu nhị vị đại đức sẵn sàng thì xin cho biết. Dạ, dạ được. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi chư tăng đó thì chúng tôi xin được nhắc quý vị Phật tử một điểm là mặc dù hiện nay đó nhiều quốc gia, trong đó kể cả Hoa Kỳ và Việt Nam, đều nới lỏng những cái hạn chế như là mang khẩu trang, giữ giãn cách xã hội. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là đại dịch COVID đã đi qua. Đây là một vấn đề mà rất là nhiều người lầm lẫn. Thật ra người ta đang cố gắng để cứu vãn lấy cái kinh tế của đất nước, kinh tế của thế giới. Nhưng mà cái số
bị lây nhiễm nó vẫn tăng, và thậm chí tăng hơn nhiều hơn trước kia. Ở Việt Nam bây giờ thì người ta đang chuyển cái COVID-19 từ cái bệnh dịch trở sang cái chứng bệnh đặc hữu, tức là để trị chứ. Và người ta không còn muốn có con số để báo cáo hàng ngày về đại dịch COVID. Tuy nhiên điều này hoàn toàn, chúng tôi nói chỉ hoàn toàn, không có nghĩa là đại dịch đã chấm dứt. Chúng ta vẫn nên rất nên cẩn thận, và chúng ta cũng rất nên, mặc dù người ta nói rằng mình không có cần phải mang khẩu trang, nhưng mà ở trong mỗi trường hợp thì chúng ta nên biết chăm sóc với chính mình, và đừng bao giờ ỷ lại vào vaccine. Dĩ nhiên vaccine đó, nó sẽ làm cho chúng ta bệnh nhẹ hơn. Thí dụ như hiện nay con người có ba cái thế mạnh. Cái thế mạnh thứ nhất đó, đó là chính vaccine. Và cái thế mạnh thứ hai đó là cái biến Omicron đó, nó không có phát tác mạnh mẽ như là Delta trước kia. Và cái thế mạnh thứ ba đó là những cái người chích ngừa ở trong cộng đồng càng ngày càng đông thêm. Nhưng mà cả ba cái thế mạnh của chúng ta không có nghĩa là nó bảo đảm hoàn toàn mọi thứ. Nên chúng ta nên cẩn thận, nếu được thì giữ khoảng cách, giữ khoảng cách với những người khác, và rồi đi đâu mà trừ một vài trường hợp vạn bất đắc dĩ thôi, nhưng chúng ta nên mang khẩu trang. Việc mà không mang khẩu trang là cái đó là có vấn đề. Dĩ nhiên là ở trong cuộc sống thì chúng ta hiểu rằng rất là khó để người ta hoàn toàn bảo đảm được về làm sao mình khỏe hoài mà không bệnh, hay là sống hoài mà không chết, không ai bảo đảm được điều đó. Tuy nhiên không có nghĩa là vì vậy mà chúng ta không có những cái chừng mực cần thiết. Đây là giáo lý trung đạo, nó cũng như bài học về vô ngã khi ngày nay chúng ta học đó. Vô ngã không phải là của ta, không phải là ta. Tuy nhiên chúng ta được trụ trì ở trong ngôi chùa, mà mình coi ngôi chùa giống như là một cái chỗ mà không liên hệ đến mình thì chuyện đó không đúng. Đây là cái nhìn rất là tế nhị, rất là tế nhị. Giống như con cọp mẹ than cọp con vậy đó. Nó vừa phải để chúng ta sống có nhiệm, sống có tốt đẹp, nhưng mà đồng thời nó cũng vừa phải để chúng ta không quá bi lụy, không quá sầu khổ trước cái thực tế là có những sự việc mà nó nằm ngoài cái ý muốn của mình. Nó rất là tiếc, nên nó cũng là một thì trong thời gian này có thể giảng cái thắng pháp nữa. Chúng ta chờ đến khi Hòa Thượng hồi phục trở lại. Chúng tôi đang nghĩ đến hai việc. Một á, là chúng tôi sẽ bắt đầu giảng cái môn thắng pháp phổ thông, thế vào cái lịch trình thắng pháp và lịch trình Bali đã hoàn tất. Hoặc giả là chúng tôi sẽ tiếp tục một phần để giảng lại cái tiếp tục bài giảng mà Hòa Thượng đang giảng, giáo trì Hòa Thượng đang giảng. Bài vở thì có rồi, và chúng tôi cũng không có mong là Hòa Thượng cố gắng nhiều trong thời gian này, bởi vì tất cả chúng ta đều biết là một ở trong những điều quan trọng của cái người liệu cho COVID là phải có đủ chất đề kháng. Chúng ta mong rằng Hòa Thượng sẽ nghỉ ngơi tốt, ăn uống tốt, và đồng thời có sinh hoạt hàng ngày tốt, để cái sức đề kháng đủ để chúng ta chống chọi lại COVID. Và cũng mới có xác nhận ngày hôm qua là Hòa Thượng bị rất nhiều than, Hòa Thượng mệt mỏi, ho nhiều, sốt nhiều. Nhưng mà mới xác nhận ngày hôm qua, do vì chúng tôi cũng chưa có được tin tức là Hòa Thượng bị Omicron. Nhưng mà rất có thể bị Omicron, bởi vì ở Việt Nam đó là Omicron hiện nay đang phát tác hoành hành nhiều ở Việt Nam. Tuy nhiên cái mức độ mà lan rộng Omicron ở Việt Nam không có nhiều. Nếu mà bị Omicron thì nó lại đỡ hơn là bị Delta. Đó là vài điều mà chúng ta chỉ
suy nghĩ và mong mỏi như vậy. Vì đại đức tuệ đức và tuệ tri khi nào mà sẵn sàng thì quan hỷ cho chúng tôi biết. Chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta bây giờ đại đức tuệ tri sẵn sàng chưa sư? Sư tuệ tri, sư tuệ đức đã sẵn sàng chưa? Dạ. Dạ. Bây giờ để cái thỉnh chư tăng tụng kinh cầu an. Xin tất cả chúng ta hướng nguyện những công đức mình đã đang tạo đến để cầu an cho Hòa Thượng Tuệ Siêu có đầy đủ nghị lực và thể lực để vượt qua cái bệnh COVID. Xin cung thỉnh chư tăng. Dân kính lãnh lễ ngài Hòa Thượng Giác Đẳng cùng chư thượng tọa giảng sư đang có mặt trong lớp Phật pháp, xin được phép cùng chư tăng bắt đầu khóa kinh cầu an. Kính thỉnh chư tăng. Nam mô Tát Sa Phật Ga Qua Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Tát Sa Phật Ga Qua Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát. Nam mô Tát Sa Phật Ga Qua Tu A Ra Ha Tu Sam Ma Sam Bồ Tát. Iti piso Bhagava Arahaṃ Sammā Sambuddho Vicca Charana Sambanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattai Vamasanaṃ Buddho Bhagavati Arahati Guna Sangyottam Sirasana mamitan chapuatan imehi sakare yapipu chayami swakato bhagavata thammo sandhetiko acaliko ehi pasiko banayiko pachatan velitapo Hititang swakata tiguna sangyotang thammang sirasanamang Chathammang imehi sakare hiyapibu jayami Supatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Ujumatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Nāyapatipanno bhagavato sāvamicipatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Yadidang chātāri purisa yugāniyā tapu Purukha Sapagavato Savaka Sangho Ahuneyo Bahuneyo Dakhineyo Anchalikaraniyo Anuttarang Vunyaketam Loka Satitam Supatipanna Diguna Sangyotam Sangham Sirasanamami Thân thi sa ca đề hiệp phi bồ tát mi bồ thề thân vi sanh cha đoạ đa sanh cha sa ha sa kê Ninamani sirasa ahaṃ te saṃ dhammaṃ ca saṃ khaṃ ca adare na namāmi haṃ namakāra nu ave na Aham kondakve ane aham taraya pivina santu hase sato sambote Vainca vainya sainca chatuwe sati sahasa ketasa sata sahasa Ninama nisirasa aham te sanghamman ca sanghaṃ ca adare nanama mihaṃ namakara nupave Vāsāpte upādhāve anekāntarāya pivinyāsaṃ Vāsesato sambhūthe na vūtarasate ātacatāli Sakhe kvi sati sasasahasa ninamā nisirāsaṃ
ra sa a hằng thế sanh tham minh đa sanh khanh cha đa re na nam a mi hằng nam a ca ra nu pha ve na hằng to sa te u pa ta ve hằng e ca hằng ta ra ya pi vi na san tu a se sa tu Bani thana to patha yata tha gata sadasa paramiyo dasa upaparamiyo dasa paramata paramiyo vaincha maha paricha gete so chariya pachima pavega pava kanting apine kamanam vathana chariyam bodhi balam ke maravichayam sambanyo Nhana Pati Vê Thắng Na Hoa Lô Cô Ta Ra Thâm Mê Thế Sa Mê Thí Mê Vô Tha Vô Na Na Hoa Chi Khoa Vê Sa Lý Ya Thế Sú Phá Ca Răng Ta Rê Sú Rí Ya Ma Ra Tinh Ba Rê Thắng Ca Rõng Tô A Gia Sma Nán Đa Thế Rô Quý Ya Ca Rôn Na Chi Thắng Hồ Ba Ta Vê Tòa Cô Thí Sa Ta Sa Ha Se sujaka wale se vata yasanam patigan hanti yang cha ve saliyam pure roga manosado pekka samputan te vetan hajan kepamantara tha be se pare tantam vanamahe Yani thakuta ni samagata ni pumma ni vaya ni vantaleke sampe vaputa sumana fawantu ato pisaka chasunantu fasitan asma hiputa ni sametta sapte metam karotam anusiya pacham yadi vacharato chaharanti ye palintasma ne rakata pamata yam kin chivetam ithava huram vasakye suvayam ratanam vanitam nano samangati tathagate haitam dipute ratanam vanitam ete nasache nasuvati hotukhayam viragam amatam vanitam yadachaga sakya muni samahi तो न ते न धम मे न समाधि किंचिदं विधम मे रतनं वनेतं एते न सत्ये न सुवाति होतु यं वतसतो परिवन्नये सुचि समाधि मानं परिकञ्ञमाहु समाधि नाते न समो न वेच्छति दं विधम मे रतनं वनेतं एते न सत्ये सुवाति ति हो तु ये पोंगलात सतं बसाता चातारि एतानि युगानि हन्ति तेन किनेया सुगता ससावका एते सुदिन्नानि महाफलानैरं विसंखे रतनं वनितं ते न सुवाति होति ये सपयोता मनसा Adan he nane no go tamasa sanam hite bati bata Amatam vigay utam vipute Vonchamana hidam visanghe ratanam vanange te nasache nasuvati ho Dakhilo patawing sito siya chato vivate pi asam bakam piyo Mang sa puri sang vada miyo ariya sacha Chabha satidam visang he ratanang vanitang he te nasache Nasuvati ho tuye ariya sacha
tán y pha vá yán tí rám phê tá bánh nhé Na sô bê sĩ tá ni kín chá bí tê hòn tú phú sá pá má tá na tê pá văn Á tá má má tí yán tí đám tí sáng khê rá tá năng vá ni tán nghe tê na sá chê Na sô vá tí hò tú sá há vá sá đá sá na sám bá đá yá tá yá sú thám má Chá hi tá vá văn tí sá ká yá đi tí ngư chí kê chí tay chá sĩ la bá tăng vá Bí yá đá tí kín chí chá tô há bá yê hi chá vê pá mô tô yá chá phê A na po ka tum hi dam vi sam khe ra ta nam ba ni tam e te na sa che na su wa ti ho tu kin cha pi so kam mang ka ro ti pa pa kam da ye na wa cha ju da che ta sa wa a pa po so ta sa pa ti cha da ya pa pa da ne sa ba da sa go ta hi dam vi sam khe ra ta nam ba ni tam e te Ye ho te ap ye gim ha na ma se Hệ ta thu pa ma we pa na ra minh pa ra mang Khi ta ye đam vi bu te ta nang ye na su wa ti ho ta ro qua ran nyu qua ra do qua ra ha ro ta ro tham ma qua ran a de sa yi tham bi pu the ta nang va ni tang e te na sa che na su wa ti ho tu ki nang 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 nati sampawang Chachita yatike pawas ming te khe Nati cha haviron hi chanda Nimbang titira yata yambadi Bohi dam visanghe ratanang vanitang Ete nasatye Nasuhati ho tu yani taputa Ni samagata ni pumma ni vaja Ni vantalikhe tat Agatam deva manu sapu chitam buatam namasa masuwa Nihotu yani taputa nisamagata nipumma nivaja nivantalike Agatam deva manu sapu chitam thamman namasa masuwa Nihotu yani taputa nisamagata nipumma nivaja nivantalike เกตังเกวะมันโนสัพพุจิตังสังฆังนะมัสสะมัสสวาทิโหตุตุญญานันดาเปยตุธัมโมโลงะติตุงกัญจาวปาวาโสตังกาเดมใหญ่ Ba vòng thành Huế Sa Lê niệm tất cả ân đức của Như Lai Đại Lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thắng ba la mật, năm pháp đại xã, ba hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót gian trần. Xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nghiện đạo màu chiến thắng đại ma quân đạt nhất tiết chủng tri chân chính pháp siêu phàm chữ thiên khắp ca cõi mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội kính cầu bao uy lực tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bệnh tật cùng vị nhân quay nhiễu trong hành Huế Sa Lê thấy đều được tan biến chung đệ tử nhất tâm trì tụng kinh cầu bao chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây mong khởi lòng hoan hỷ thành kính nghe lời này rồi phơi tâm bi mẫn năng hộ trì nhân loại vốn đêm ngày hồi hương phước lành đến chư thiên những vật quy trong đời chốn này hay nơi khác cả châu bao cõi trời không gì sanh bằng được với Như Lai thiện thể
chính đây điều thù diệu hòa trân quy nơi Đức Phật. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni. Chân pháp ấy trong thiền không gì sanh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy chính đây điều thù diệu, trần quy nơi chánh pháp. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, pháp để nhớ thiền định, tâm tuệ đồng giải thoát, Đức Phật hằng ngợi khen. Không gì so sánh được, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi chánh pháp. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, thanh tâm vị bốn đời, là những bậc ngưng đệ tử đăng thiện thể, được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bậc tu hành thiểu dụng, với chi kiên trì, khéo chân chánh phụng hành, lời giải đứng điều ngữ, chân đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc tu quả tịch tịnh. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tầng chung, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, quy như cột trụ đa, theo chuồng chặt xuống đất, dầu buông hương cuồng phong, cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân, liễu ngộ tư thanh đế, cũng tự tại bất động, trước tam pháp thế gian. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bậc thanh tu đạo ơn, chứng trì ly thanh đế, được đứng Gô Tam Ma, kheo thuyết giảng tường tận, các ngài dù phong vật thì cũng không bao giờ tai sanh kiếp thứ tam. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, là cho bao thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiên sử, thần kiên và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đọa sư, bậc nhập lưu không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bậc thanh tu đà vân, dù vô tâm hạm lợi, bằng thân lời hay, cũng không thể giấu, được xưng danh hiền thanh. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, Đức Thế Tôn thuyết giảng, pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thân, lợi ích chung hữu tình. Tuy như mùa đầu hạ, khi ngàn cây đâm chồi, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi Đức Phật. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, bàn vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tuyên thuyết pháp vô thượng. Chính đây điều thù diệu, trần quy nơi Đức Phật. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không hai chấm, trong sanh hữu đời sau, bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn. Vì nhờ ngọn đèn tắt, bậc tri chân niết bàn, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tâm chung,
mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiền nhân ca cõi dù thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ đấng Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tổ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tổ thành muôn hạnh phúc. Chúng thiền nhân ca cõi dù thiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đấng, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tổ thành muôn hạnh phúc. Sapiti yo vi qua chán cho sa pa ro go vi na sa tu ma te pa wa con pa ra yo su khi di ka yu ko pa wa phi qua da na si li sa ni chang vo tha pa cha ki no ta ro tham pa wa than thi a yu wan no su khang ba lang. Bhavan tu sa pa mangalam rakham tu sa pa devata bhavata nubhave nasada sothi bhavan tu te bhavan tu sa pa mangalam rakham tu sa pa devata sabbhamma nubhave nasada sothi bhavan tu te bhavan tu sa pa mangalam rakham tu sa pa devata sabbhasangha Nu-va-ve-na-sa-da-so-te-va-van-tu-te-ha-ka-sa-tha-cha-pum-ma-tha-de-va-na-ga-ma-he-ti-ka-mun-yang-no-anu-mo-dan-tu-chi-rang-ra-khang-tu-sa-sa-nang-ra-khang-tu-no-ga-ru-ra-khang-tu-nya-ta-yo-ra-khang-tu-ba-ni-no-ra-khang-tu-no-sa-da. Kính ngài kính thưa quý vị, Hoa Kinh cầu an đến ngài Hòa Thượng Thầy Siêu, chúng con đã vừa tụng xong. Bây giờ chúng con kính cung thỉnh ngài Hòa Thượng Nhất Đẳng ngồi trở lại để tiếp tục chương trình của ngày hôm nay. Sa thú, kính trình chư tôn tôn đức chùa Viên Giác Vĩnh Lộc với khóa lễ cầu an vừa rồi. Chúng ta mong rằng Hòa Thượng Thầy Siêu trong lúc dưỡng bệnh, Hòa Thượng biết rõ rằng tất cả chúng ta, những chư tăng, những vị giảng sư và những học viên trong lớp Phật pháp của Đại Thông Ma này luôn nghĩ đến Hòa Thượng và cầu nguyện cho Hòa Thượng sớm được khôi phục. Và mặc dù nhiễm COVID là một điều mà nhiều người lo lắng, nhưng mà trước khi hy vọng là Hòa Thượng Từ Siêu có chích ngừa, đồng thời nếu mà nhiễm Omicron thì cũng không đến nỗi và có thể là trong một vài tuần Hòa Thượng hồi phục và trở lại sinh hoạt bình thường với tất cả chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với bài học ngày hôm nay qua pháp thoại của Hòa Thượng Pháp Tân vừa giảng dạy. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, với cái thông kinh cũng như nền giáo dục ngày nay, thì chúng ta hiểu rằng tất cả những sự việc nó không phải chỉ có cái gì mắt chúng ta thấy, mà nó còn có một thứ khác, đó là cái chiều sâu. Cái chiều sâu, lấy ví dụ là khi chúng ta đi về một cái thành phố nghèo ở miền quê một quốc gia như là ở tại Bhutan, ở tại Nepal, đôi khi đường phố không được quét dọn sạch sẽ thì chúng ta gọi đó là thành phố
đó là một cái khu làng hơi dơ. Nhưng mà cái chữ dơ đó, đó nó khác với cái chữ, nó khác quan điểm dơ sạch mà chúng ta nói về sự ô nhiễm. Có thể là một cái làng quê người ta không quét dọn thì lá chuối, phân bò, bụi bặm nhìn nó dơ, nhưng mà qua cái nhìn của những nhà môi sinh đó, thì nó sạch hơn một con phố. Thí dụ thành phố Houston, thành phố hơn 4 triệu người, xe chạy với cái thoáng khí, nhìn ở bên ngoài rất sạch sẽ, tươm tất, không có một cọng rác ở trên đường nào đó, nhưng mà thật ra cái không khí ô nhiễm. Thì cái dơ và cái sạch đó, nó tùy theo cái phương diện mà chúng ta nói. Ngay cả ngày hôm nay, khi đề cập đến COVID, thì chúng ta biết rằng COVID đó là một cái virus rất là nhỏ mà mắt chúng ta không thấy được. Nếu chúng ta đi vào một cái căn phòng hay một nơi nào đó mà có những người bị bệnh COVID, thì thưa quý vị, chúng ta phải cẩn thận, bởi vì chúng ta có thể bị lây nhiễm. Do vậy trong cuộc đời này, cái gọi là dơ, cái gọi là sạch, cái gọi là hoàn toàn tinh sạch mà tốt cho sức khỏe chúng ta, nó không đơn thuần là những gì mà chúng ta có thể thấy bằng mắt. Thì thưa quý vị, Đức Phật là vị là bậc giác ngộ, ngài đã nói lên một sự việc mà phần đông chúng ta vốn ít khi để ý và ít khi chúng ta lưu tâm. Đó là sự dịch chuyển liên tục của đời sống. Sự dịch chuyển này đó, nó bao gồm cả hai thế giới vật chất và tâm thức. Bởi vì thân của chúng ta luôn thay đổi và tâm của chúng ta luôn thay đổi. Mà con người sống thì thường nặng về hai cái quan niệm. Quan niệm đầu tiên là tôi là ai, và quan niệm thứ hai là tôi có cái gì. Tôi là ai, tôi có cái gì. Tôi là ai thì chúng ta thường có quan niệm rằng tôi là một người cao sang, tôi là một người thông minh, tôi là một người tài giỏi, tôi là thế vậy. Nhưng mà kỳ thật thì thưa quý vị, cái gọi là tôi đó, nó không phải là một hình ảnh, một khoảnh khắc. Ví dụ như trong cuộc đời chúng ta có những lúc rất là khôn ngoan, chúng ta làm những việc rất là đáng phục, đáng nể. Nhưng mà rồi cũng có những lúc khác chúng ta rất là vụng về, chúng ta làm những việc rất là dại dột, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng khôn ngoan. Có những khi chúng ta rất là đẹp đẽ, dễ thương, mà có nhiều khi chúng ta cũng rất là xấu xí, khó nhìn, khó ưa. Có những khi chúng ta rất là năng động, mà có nhiều khi lúc nào rất là thụ động. Thì cái ý tưởng về tôi là đó, là thường nó dựa lên trên một cái hình ảnh cố. Và cái hình ảnh cố định đó đó, chúng ta nghĩ nó luôn là vậy, mãi mãi là như vậy. Thực sự nó không có như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tôi là một người thế này, người thế kia đó, thì nếu cái người đó thay đổi, nếu cái trạng thái đó không còn nữa đó, thì quá ra cái không còn nữa, chúng ta chấp nhận như vậy phải không? Đúng là như vậy. Ví dụ như nói tôi là một người đẹp đẽ, nhưng lúc mình xấu mình có còn là mình không? Tôi là người tài giỏi, nhưng những lúc chúng ta bất tài, thúc thủ, thì chúng ta có còn tôi là tôi không? Thì ở đây Phật Pháp dạy chúng ta biết rằng có một cái định lý, một cái định lý mà tất cả chúng ta không ai tránh khỏi, đó là sự dịch chuyển, biến đổi. Hãy nói theo danh từ dễ hiểu nhất, gần nhất, là sự vô thường. Vô thường ở đây nghĩa là gì? Nghĩa là vạn pháp không đứng yên một chỗ. Dù chúng ta muốn nó đứng yên thì nó cũng không đứng yên. Muốn nó mãi mãi là như vậy thì nó không là như vậy. Chứ thì nhớ có một năm
chúng tôi dẫn một phái đoàn Phật tử cùng với chư tăng đi Nhật Bản đến thăm thành phố Osaka vào đầu tháng 4 dương lịch. Lúc đó họ có cái anh khoa lễ hội, tức là Sakura Festival, mà chúng ta tạm nói là lễ hội hoa anh đào. Nara là một cái cố đô của Nhật Bản thời Thánh Đức Thái Tử trị vì và đã đưa nước Nhật vào cái thời kỳ cực thịnh của đạo Phật. Nara hay là Nại Lương đó là một thành phố, là một cố đô mà mang nhiều cái dấu tích Phật giáo, trong đó có những ngôi chùa lớn, thí dụ như chùa Đông Đại Tự của Nhật Bản chẳng hạn. Thì thưa quý vị, chúng tôi đến vào mùa hoa anh đào, không khí mát lạnh, hoa anh đào nở khắp nơi, trắng có, hồng phấn có, đỏ có. Và dĩ nhiên đất nước Nhật Bản với những cái mái chùa, với những con đường nhìn rất là thiên việt. Thì chư tăng đến, chư tăng Phật tử đến thăm viếng, tất cả đều rất là hoan hỷ, đều cảm nhận cái không khí hết sức là đáng thưởng thức của một nền văn hóa nghệ thuật của Nhật Bản, và ở trong đó nổi bật là nền văn hóa Phật giáo. Rồi thứ thì bỗng nhiên khoảng chừng 3 tháng sau thì một Phật tử thành viên của phái đoàn, sau khi mà đi thăm Nhật Bản rồi thì phái đoàn trở về Mỹ, thì Phật tử lại đi về Việt Nam và lo công việc đó, ở đó 3 tháng rồi trở lại Mỹ. Trên đường trở lên Mỹ thì vị này lại có một chút hoài niệm về cái chuyến đi vừa rồi, nên thay vì bay thẳng về Mỹ thì lại ghé lại Osaka rồi lấy xe lửa đi lên Nara. Thì thứ gì, chuyện rất là đơn giản là trở lại một cái thành hè nóng, và trời cũng nóng nên khí khó chịu, hoa anh đào không còn nữa, và dĩ nhiên cũng là những ngôi chùa, những con đường như ý hoàn toàn khác hẳn. Thì vì đó trở về bệnh Mỹ gặp chúng tôi, nói rằng bây giờ mới thấy rằng mình đi đâu phải đi đúng thời đúng lúc thì nó mới có cái không khí riêng, nếu mà mình đi khác thời thì nó thay đổi lắm. Bây giờ đi trở lại Nara thì thấy không tìm lại cái không khí của lúc trước mà mình đi 3-4 tháng trước. Chúng tôi hiểu hoàn toàn việc đó, thưa quý vị. Chúng tôi hiểu hoàn toàn là bởi vì cái tâm trạng của chúng ta khi mà nghĩ về một thành phố, nghĩ về một người và nghĩ về chính chúng ta, chính bản thân của chúng ta, thì chúng ta thường thường sử dụng một hình ảnh mà chúng ta gọi là still picture, một hình ảnh một đứng yên, một hình đứng yên như vậy. Nhưng mà mọi sự vật nó không đứng yên, giữa cái đứng yên và cái sự biến dịch nó có một cái ý nghĩa lớn trong cuộc sống. Và do sự biến dịch, do sự thay đổi thì nó không có cái gì mà nó đúng nghĩa với cái chữ gọi là đây là ta, đây là của ta hết. Bởi vì Đức Phật Ngài có lần hỏi chư tỳ kheo, này các tỳ kheo, cái gì là vô thường, biến đổi thì cái đó là khổ hay vui? Bạch Đức Thế Tôn, cái đó là khổ. Cái gì vô thường, biến đổi là khổ thì cái đó có nên cho là của ta, là ta, là tự ngã của ta chăng? Bạch Đức Thế Tôn, chẳng nên. Đây là một bài học rất quan trọng ở trong đời sống của chúng ta. Khi mà chúng ta khổ sở, vật vã, bởi vì có những thứ nó không nằm ở trong tầm tay của mình. Mà thật sự thứ gì, mỗi một sát na đi qua đó, thân tâm của chúng ta thay đổi. Mình luôn luôn nghĩ rằng thân đó, tâm đó là của mình, là của tôi, là tôi đó. Nhưng mà kỳ thật thì nếu thật sự nó là của tôi thì chúng ta phải có khả năng để nói nó là như thế này hay như thế kia. Còn nếu mà mình nói mà nó không phải là như thế này thế kia thì đâu có nên nói nó là của tôi. Nhưng mà trái lại thì cái quan niệm đó nó thường cho chúng ta một cảm giác rằng mình rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc khi nghĩ đến cái tôi, cái của tôi. Nhưng mà Đức Phật dạy khác đi. Ngài nói rằng chính cái quan niệm tôi và của tôi đó làm cho chúng ta khổ. Thật ra,
trong câu chuyện này thì đầu tiên là chư tỳ kheo nghe một bài pháp của Đức Phật với cái sự lắng tâm, tập chú và với sự suy nghiệm hoan hỷ. Thì Đức Phật ngày dạy về năm thủ uẩn. Năm thủ uẩn này nó khác với cái ý nghĩa năm ngũ uẩn, năm uẩn. Năm uẩn là chúng ta nói một cách bình thường, nhưng mà năm thủ uẩn thì chúng ta nói đến năm cái đối tượng chấp thủ. Đối tượng chấp thủ đó là tại vì nó là ta, là của ta. Ví dụ như là cũng hình hài, cũng nhà cửa nhưng của người khác thì nó không gọi là năm thủ uẩn. Nhưng mà năm thủ uẩn là cái gì mà ở trong đời sống của chúng ta thường nghĩ đến. À, đây là nét mặt của tôi, đây là sắc vóc của tôi, đây là sắc đẹp của tôi, đó, chúng ta sắc uẩn. Dạ, tôi vui, tôi buồn, tôi hạnh phúc, đó là thọ uẩn. Tôi có cái bằng cấp này, có học vị kia, tôi có cái thế nọ, đó là tưởng uẩn. Tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, tôi làm cái nọ, tôi tài, tôi giỏi, đó là hạnh uẩn. Hay là tôi sống thấy được, có được sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc đạt, cái đó là tôi phải thức uẩn. Thì những thứ này đó, nó kết cấu nên một con người của chúng ta. Và năm cái thủ uẩn, tức là năm uẩn là đối tượng của chấp thủ đó, nó luôn luôn bắt buộc chúng ta phải phải thường xuyên khẳng định cái này là tôi, cái này là của tôi. Và trong cái thường xuyên khẳng định đó, đó thì cái tâm thái của chúng ta là đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Nó như vậy đó, cuộc sống nó như vậy. Bây giờ quý Phật tử thấy rằng ở trong cái thế giới mà tương đó, ví dụ như là người Nga, họ nghĩ rằng họ bị ăn hiếp, họ bị lấn, là tại vì những quốc gia lân cận với họ đó lại từ từ ngã theo Âu Châu, lại họ theo Nga họ không phát triển được, không có nước nào mà theo Nga phát triển được hết. Nga chỉ giỏi là buôn bán bề thôi, nhưng mà rồi những nước như là những cái xứ ở vùng Baltic hay là Georgia hay Ukraine, rồi bây giờ họ lại theo Tây Âu, thì người Nga không đồng ý, đem quân qua đánh Ukraine là một thí dụ, rồi tạo nên cái cảnh nhà tan cửa nát, người ta phải sơ tán, phải tản cư, rồi bao nhiêu là đau khổ. Rồi lúc cuộc hỏi rằng cái ở đoàn kết đó, nó thuộc về ai, thật ra nó không thuộc về ai, nó đang chi phối theo cái dòng nghiệp lực của chúng sanh. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút, hình như là giờ quý vị có còn nghe chúng tôi nói được không? Giờ quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Thì quý vị nói là cuối cùng đạt được là ông Putin, tổng thống Nga đạt được cũng không phải, dân Nga đạt được cũng không phải, mà người Ukraine đạt không phải, dân chúng người Tây phương đạt không phải. Tất cả đó chỉ là một cái sự xây vần chung quanh một cái bi kịch. Và chúng ta nếu mình đứng lên trên mà đứng bên ngoài đó, thì nó giống như là tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào trong một cái vòng nước xoáy, cái vòng nước xoáy của nghiệp lực. Và giống như chúng ta nhìn trên bầu trời, người ta nói thỉnh thoảng có những cái hiện tượng hà mặt trăng. Hoặc giả thưa quý vị, tuần lễ vừa rồi đó, cái tượng con cá Thiê Thiê rất đẹp, nó phùng vi, vẫy đuôi, họ làm cái dáng rất là linh hoạt. Nhưng mà chúng tôi còn nhỏ đó thì thường chơi cá Thiê Thiê lắm. Ở miền quê không có nhiều niềm vui đâu thứ gì, đi ra ngoài đồng thấy có những cái bọt cá rồi hớt cá Thiê Thiê về rồi để nó trong những cái hũ chao, người ta ăn chao xong có cái hũ bằng thủy tinh đó, để trong đó. Mà con cá Thiê Thiê sẽ dĩ người ta bắt nó là có hai lý do. Một đó là nó đẹp, con cá Thiê Thiê mà đúng nghĩa, nhất là Thiê Thiê cá trống đó, thì nó có cái màu, cá mái thì nó không có màu, nhưng màu
và cái màu nó còn có cái vi kỳ rất đẹp, đó lý do ta bắt nó. Nhưng mà cái thứ hai mà người ta bắt cá thi thia đó là do nó rất là hăng máu, nó hay đá nhau. Thậm chí quý vị để con cá thi thia trống ở bên trong bên cái keo này và một con khác ở bên keo khác thì nó nhìn cái keo nó cũng đá, nó cũng hút vào cái keo được. Thành ra khi mà thả vào trong cái keo thì hai con cá thi thia nó đấu với nhau, đánh với nhau. Rồi lúc một rồi sẽ phải có một con bị thua và con kia thì cũng tơi tả. Và sau khi con cá thi thia mà nó bị cắn tơi tả rồi thì con cá thi thia đó người ta không ăn được thứ gì, họ đem họ đổ ngoài đất kia, đổ bỏ. Yeah. Một cái cuộc vui, mọi người vỗ tay vui vẻ, họ nít mà nó đá nhau giống như người lớn coi đá gà vậy, nhỏ cá thi thia. Rồi nhưng cái tội nghiệp nhất là cái thân phận những con cá thi thia, nó đá với nhau nhưng mà nó không biết nó đang làm cái gì. Nội cái chuyện mà vì nó đẹp nên nó bị người ta bắt, vì nó hăng máu đá nhau nên người ta giam cầm nó. Rồi rốt cuộc cái thân phận nó đi vào cái chỗ gọi là tả tơi, đau khổ, rồi bị hất ra ngoài đất liền. Con cá mà hất ra đất cũng vài phút chết thưa quý vị. Khi mà tất cả cái cuộc vui đó nhìn lại đó, nó là một cái thân phận rất là đáng thương muôn thuở của chúng sanh trong đời này. Không phải thi riêng mà tất cả chúng ta cũng vậy. Dạ. Tất cả chúng ta nhìn thấy cái cảnh mà bom nổ, đạn nổ, bom rơi rồi bao nhiêu gia đình phải ly tán, cả hàng triệu người phải chạy tị nạn sang Ba Lan của người Ukraine như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng quả thật là con người vì cái ý niệm sai lầm, dạ, một cái ác niệm sai lầm trong lòng mà nó tạo nên bao nhiêu đau khổ. Chúng ta không khéo thì chúng ta không rơi vào chuyện đó, bản thân của chúng ta vậy thôi. Chúng tôi sống ở Mỹ chứng kiến rất là nhiều chuyện, và rất là nhiều chuyện là hai bên nhau đem nhau bêu xấu, đem nhau kiện tụng, đem nhau chửi bới trên mạng vân vân, rồi lúc cũng không ai được gì hết. Nhưng mà chúng ta vẫn làm như vậy, chúng ta không có đủ cái sự tỉnh táo để nhìn lại thân phận của mỗi người, chúng ta không thấy được. Và do vậy cái quan trọng của đời sống người con Phật á, là ngoài những cái ước lệ nó mang tất là quy ước ở bên ngoài, như là đây là xe là của mình, đây là con là của mình, đây là nhà của mình, thì chúng ta cũng nên hiểu cái gọi là cái tính cách tạm bợ của nó. Tính tạm bợ con á, nó là của mình, chứ thực sự lớn lên rồi nó lại thương yêu một người khác, rồi nó ra riêng ở bên ngoài, nó càng ngày càng đi vụt khỏi tầm tay. Và có đôi khi chúng ta khổ, dạ, đôi khi chúng ta khổ. Chúng tôi gặp những bà mẹ mà ở trong đại dưỡng lão bên Mỹ đó, chờ con đến thăm mình, mà có khi cả một hai tháng nó bận, nó không có vô được. Dạ, mình nuôi nó hồi nhỏ tới lớn, mình nghĩ là con của mình nhưng cũng hắn của mình. Nó lớn lên rồi, nó có vợ, có chồng, nó phải lo riêng của nó. Và tất cả chúng ta trong cuộc đời nhìn thấy rằng sống nó vốn dĩ nó không hẳn thuộc về ai hết được. Dạ, nó thuộc về ai hết. Quý vị thấy rằng kinh tế lên xuống, rồi kẻ bị tịch thu tài sản, người bị phong tỏa, người bị những cái trừng phạt về kinh tế bên này bên kia, và chúng ta là một cuộc đẩy đưa giữa dòng nước, đẩy đưa giữa cái cuồng lưu cuộc sống. Nó nếu chúng ta ở đó mà đòi hỏi là nó phải mang một cái ý nghĩa tuyệt đối, hay là cho chúng ta một niềm an lạc tuyệt đối, thì thật sự điều đó chúng ta đang sống trong ảo tưởng. Cuộc sống nó không có gì hết. Cuộc sống nó là như vậy đó. Nó là một sự đắp đổi, nó là một sự trộn lẫn. Yeah. Có những ngày trời mưa, có những ngày trời nắng, có những lúc mình khỏe, có những lúc mình đau. Và tất cả chúng ta đang đưa nhau, kẻ trước người sau, đi đến cái chết. Yeah, đi đến cái chết. Hoặc sớm, hoặc muộn, hoặc chống. Vì vậy một người tu rất nắm ý quyết như vậy, là chúng ta khổ vì chúng ta chấp thủ. Chúng ta khổ vì chúng ta chấp thủ. Cái đó lớn chuyện. Dạ. Cái đó không phải là của ta mà nghĩ là của ta. Cái đó không phải là ta mà nghĩ là ta. Thì chúng ta khổ. Cái khổ đó thì chấp thủ. Và để chúng ta không khổ nữa, thì chúng ta phải đạt đến trạng thái gọi là Viraga, là ly tham. Ly tham là không có gì mắc, không có
không chấp thủ, mà muốn không có dính mắc đó, thì chúng ta phải có khả năng nhìn xuyên thấu, xuyên thấu qua những cái ước lệ bình thường, đây là ta, là của ta đó, để thấy rằng à, nếu nó là ta thì nó đâu có thay đổi, nếu nó là ta nó không có biến dịch, ở đây nó thay đổi, nó biến dịch mà mình không hề và không hề có khả năng ta làm chủ. Như là chúng ta nghe câu chuyện cổ điển muôn thuở ở Ấn Độ đó, là có một người buổi sáng đi vào chợ mua một cái ghè sữa rồi gửi cho người bạn, rồi buổi chiều đến lấy. Khi đến lấy thì người này nói cái này phải của tôi, hồi sáng tôi gửi sữa tươi, sao giờ nó chua rồi. Thì cái ông chủ già ông nói thì bạn đưa cái gì tôi lấy, tôi để đó, tôi đổ đụng gậy gì tới đâu, ai lấy tôi đổi gì của bạn đâu. Nhưng mà hai bên tranh luận với nhau, thật ra thì cái sữa nó từ cái sữa tươi mà sang sữa chua đó là cái tự tính của nó. Nó không phải là do cái người chủ nhà, cũng phải do người gửi. Nhưng mà cái sai là cái người chủ nhà đó thì nhận cái con gà sữa, nhưng mà không thấy rằng cái gà sữa đó không nên là cái mà mình nên giữ với người khác. Và nếu người đó không hiểu biết, và cái người mà gửi đó cũng có ý thức được rằng cái sữa mình gửi mà không có để trong tủ lạnh, thời xưa tủ lạnh ở đâu thưa quý vị, thì nó sẽ tự nó thay đổi. Cái tự tánh đổi thay của sữa đó, nó làm cho thế giới này điên đảo. Đời sống của chúng ta, tất cả chúng ta đều bị điên đảo về thứ đó hết. Chúng ta nghĩ rằng cái đó, lúc mà mình để nó là như vậy, thì buổi sáng là như vậy, buổi chiều cũng là vậy, năm tới là như vậy, năm sau cũng là vậy, và mãi mãi là như vậy. Không có chuyện đó. Tại vì vạn vật đều dịch chuyển, vạn vật đều thay đổi. Chúng ta muốn hay không muốn, dạ, thì thưa quý vị, thân tâm của chúng ta thay đổi, xã hội thay đổi, thế giới thay đổi. Kể cả cái thái dương hệ này, nó cũng có cái tuổi của nó. Chứ không phải là thái dương hệ là vĩnh viễn. Đức Phật là vị đạo sư đầu tiên cho chúng ta biết rằng trái đất này nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Chứ nó không phải là nó tồn tại mãi mãi. Và không phải chỉ có trái đất này có thành trụ hoại không, mà Đức Phật nói cả thế giới này. Thế giới này nó luôn biến đổi, luôn luôn vô thường. Chúng ta cứ nói, cứ nghĩ, cứ chấp thủ đi. Thì một khi mà chúng ta có khả năng nhìn thấy được sự vô thường như vậy, thì chúng ta sẽ bình tâm, ít khổ. Chúng ta chấp nhận sự thật, chúng ta không đau khổ. Thì điều đó là một sự an lạc thực sự. Thì điều này rất cần đến cái trí tuệ, rất cần cái khả năng nhìn xuyên thấu, và rất cần cái khả năng biết lắng nghe, biết lãnh hội của chúng ta. Thưa quý vị, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma, và nhắc lại một điều là ngày mai này chúng ta có cái sự thay đổi hàng năm hai lần, đó là đổi giờ. Chúng ta từ mùa đông đại đổi sang mùa hè ở tại Mỹ. Ngày mai này thưa quý vị, khuya nay thì ở tại Mỹ đổi giờ, thì ngày mai này nếu quý vị ở Mỹ cái sinh hoạt thay vì 7:30 sẽ sinh hoạt là 8:00. Và ở Việt Nam thì thay vì 8:30 là đúng 8:00. Và cái thời gian này đó thì ở Việt Nam và bên Mỹ giống nhau. Đó là bên Mỹ là 8:00 sáng. Ở Houston chúng là 8:00 sáng. Ở Việt Nam là 8:00 tối. Và ở Houston và Việt Nam là đúng nửa vòng trái đất. Và chúng ta đem tất cả những phước lành mà chúng ta tu học, đem tất cả những cái công đức mà chúng ta tạo, dù là thính pháp, thuyết pháp, hồi hướng, tùy hỷ phước, dù là tài thí pháp thí, xin cầu nguyện cho Hòa Thượng Từ Siêu. Mong Hòa Thượng có nhiều cái nội lực cả thân lẫn tâm để có đủ cái đề kháng vượt qua căn bệnh hiện nay. Và chúng tôi xin được chào tạm biệt tất cả quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính tri ân Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết những lời dạy quý giá của bài học ngày hôm nay. Và chúng con cũng thành tâm hồi hướng tất cả mọi phước.